Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại một lần nữa cùng với Đốc Trường Dân Chủ, Cà Khi Tư Quản và Tường Nguyên Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, một trong những câu hỏi rất được nhiều người hỏi là sau hơn 40 năm giải phóng thì Việt Nam có những gì? Có những gì? Đây là câu hỏi mà hầu hết những người hỏi câu này thì không phải là ở đất nước Việt Nam, mà những người hỏi câu này thường là ở nước Mỹ hoặc là ở những nước nơi nào đó xa xôi, chứ không phải ở Việt Nam. Tại vì sao tôi lại nói như vậy? Tại vì tất cả, hầu hết 99,99% những người ở Việt Nam không bao giờ hỏi câu hỏi đó. Tại vì sao? Tại vì những người Việt Nam sống tại Việt Nam, họ cảm nhận được cái sự thay đổi của đất nước của họ. Đó là gì? Đó là sự thay đổi từng ngày đổi mới. Như những ai ở Sài Gòn thì họ sẽ cảm nhận rõ ràng từng ngày đổi mới trên quê hương tôi, từng ngày đổi mới trên thành phố tôi, biết bao công trình, biết bao con đường giao thông mở lối, từng ngày cuộc sống thêm bao ước mơ, bao ngôi nhà mới, công viên, ngôi trường, đó, điện đường, trường trạm, rồi cầu Phú Mỹ, đó, rồi hầm Thủ Thiêm, đó, rất là nhiều thứ đã thay đổi, đã và đang phát triển. Thì những người ở Việt Nam, sống tại Việt Nam không bao giờ người ta hỏi câu đó, mà chỉ có những anh Việt Nam Cộng Hòa ở bên xứ Mỹ xa xôi hoặc là những đất nước gì đó, Canada gì đó, cái gì đó, thì người ta mới đặt câu hỏi như vậy thôi. Đó, thì thôi thì giờ tôi cũng xin phép được trả lời với tất cả quý vị và các bạn, những ai mà muốn hỏi câu đó, hơn 40 năm giải phóng thì dân được cái gì? Thì tôi xin phép được trả lời cái câu hỏi này với một cái mé mắn, cái mé khác nha. Chứ tôi không trả lời trực tiếp, tại vì tôi trả lời trực tiếp thì thế nào mấy anh chị cũng nói tôi là nói là không có thực tế, rồi không có đúng ý mấy anh. Thôi thì tôi trả lời như thế này. Thì 40 năm giải phóng chúng ta có gì? Kỳ lắm các bạn. Về thứ nhất, về dân đã giàu hay chưa? Ý thứ nhất là 40 năm giải phóng là dân đã giàu hay chưa? Tôi thì đối riêng bản thân tôi không biết dân nó giàu hay chưa. Nhưng mà sáng uống cà phê, tối uống cà phê, rồi sáng uống cà phê, tối uống bia ôm. Mà mấy cái loại bia không phải bình thường các bạn. Bia ôm nha, bia ôm đàng hoàng, bia Heineken nè, là Ru nè, bia của Nhật nè. Những cái bia nào mà nó thương hiệu nổi tiếng là về Việt Nam xài quá trời, uống quá trời của đất luôn. Tôi không biết dân giàu hay chưa mà sao ăn chơi dữ dội không biết. Đó. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà xe, các bạn thấy rất là rõ ràng đó là ở Việt Nam sản xuất được xe hơi đàng hoàng nha, sản xuất được xe hơi rất là rõ ràng đó. Rồi còn một số khác nữa thì không thích hãng xe Việt, tại vì xe Việt nó mới ra đây. Còn những một số người khác thì chuộng cái xe nước ngoài thì họ mua cái xe nước ngoài. Ở ví dụ như ở bên Mỹ mấy anh có một cái xe khoảng mấy chục ngàn, còn về Việt Nam người ta mua xe mấy trăm ngàn không đó, mấy trăm ngàn. Mà có những cái loại xe hơi mà ở bên Mỹ chưa có, người giàu ở Mỹ hoặc là người mấy anh Việt Nam Cộng Hòa chưa có một cái bánh xe nữa mà ở bên Việt Nam họ đã mua rồi, họ có, họ chạy xe tăng trên đường rồi, đã không biết giàu chưa, đã không biết không trả lời như vậy có hợp ý mấy anh chưa. Nhưng mà tôi thêm ý nữa nè. Quý vị và các bạn biết là các tỷ phú đô la trên thế giới thì thường nó mang cái gốc đó là gốc Hoa, nhưng mà tỷ phú đô la của Việt Nam á là gốc Việt, thuần Việt, không có gốc Hoa gì hết trơn cái trời đó. Thì cái câu trả lời dân 40 năm giải phóng về ý thứ nhất là dân đã giàu mạnh hay chưa, thì tôi trả lời với mấy anh là những cái ý như vậy. Và cái ý thứ hai tôi muốn hỏi, tôi muốn trả lời với mấy anh đó là đất nước đã mạnh hay chưa. Thì không biết về cái trả lời này thì không biết về như thế nào, nhưng mà về cái mặt về quân sự trước đi ha. Về quân sự thì trong cái thời kỳ kháng chiến đến bây giờ thì các nước lớn như là Pháp, Mỹ là nơi mấy anh đang sinh sống á, Mỹ là đất nước là nơi mấy anh đang sinh sống, Mỹ rồi thêm mấy ông mà đánh thuê như là thằng Thái Lan nè, rồi là Hàn Quốc nè, đó, Việt Nam đánh hết không chừa nào. Đó, Trung Quốc kế bên, thằng to xác nhất thế giới và cũng đánh nó luôn, không sợ nào. Kỳ cục vậy, không biết giờ quân sự mạnh hay chưa mà ai cũng đập hết trơn. Mà nào vô đập xong là mấy thằng đó đi xâm lược xong về chạy tù quân, đu càng tù quân chạy về. Đó, thì về mặt quân sự. Đó, và cái thứ hai nữa là về chiến trường thế giới. Sau 40 năm giải phóng tôi không biết mạnh hay chưa, nhưng mà Việt Nam hiện đang là chủ tịch của ASEAN. Rồi đó, nói tới chủ tịch ASEAN thì mấy anh Việt Nam Cộng Hòa sẽ nói là ui chung chà, cái ASEAN nó có bé tí tí, chủ tịch nó có ý nghĩa quá gì.
Thôi ok cũng được, nói như mấy anh thì thôi kệ, tôi đồng ý với mấy anh. Cái ASEAN thì nó nhỏ nhưng mà Việt Nam cũng đã làm có một tháng làm chủ tịch của Liên Hợp Quốc. Đó, cái này mà nói không lớn mà giải vô cái mỏ mấy anh Việt Nam còn hòa liền. Đó, lớn không? Quá lớn, quá lớn. Đó, rồi, nhìn thấy rất là rõ ràng đúng không ạ? Nhìn thấy rất là rõ ràng. Cái nữa là không biết Việt Nam có mạnh hay không, đất nước Việt Nam có mạnh hay không, nhưng mà qua cái dịch Covid-19 vừa rồi thì nước Mỹ là nơi mà được gọi là cái đất nước mạnh mẽ nhất, hùng cường nhất, tuyệt vời nhất mà mấy anh Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn tuyên bố và nâng lên. Thì những người Mỹ mà ở bên Vũ Hán muốn đi về là phải bỏ tiền túi ra, bỏ tiền túi ra để mua vé máy bay để mà về Mỹ. Cái thứ hai nữa là những người Mỹ mà muốn chữa bệnh những người Mỹ mà muốn chữa virus corona là phải tự bỏ tiền túi ra nữa. Đó, nước giàu mà, nước giàu dân giàu cho nên dân mới phải bỏ tiền túi ra để mà chữa. Còn ở Việt Nam thì không biết giàu hay không, nhưng mà đưa máy bay trực tiếp từ ở Việt Nam qua thẳng bên Trung Quốc, đem toàn bộ người Việt Nam ở bên Trung Quốc đi về đây hoàn toàn miễn phí, chữa bệnh miễn phí. Tôi không biết giàu hay chưa mà làm cái việc kỳ cục không biết nữa. Việt Nam đúng kỳ luôn á. Đó, đó là cái ý thứ hai là nước đã giàu hay chưa, dân giàu rồi nước mạnh hay chưa ha. Rồi vậy thì cái nữa là ý mấy anh muốn là có tự do hay chưa chứ gì. Rồi thôi thì tôi nói với mấy anh là cái ý là sau 40 năm giải phóng thì Việt Nam có tự do hay chưa? Tôi thì tôi không biết có tự do hay chưa, nhưng mà tôi xách xe đi từ đầu này tới đầu kia, tôi đi qua tỉnh này tỉnh nọ, tôi đi thoải mái. Và rất là nhiều người đi phượt từ Bắc chí Nam, không có phải mua visa giống như trước năm 75 đó, không phải đi xin visa để mà đi qua là 2000 năm bắc như năm 75 đâu. Đó, do vậy thì tôi không biết đó là có tự do hay chưa, thì cũng mong mấy anh Việt Nam Cộng Hòa trả lời giùm nha. Rồi tiếp nữa là có dân chủ hay chưa. Câu này mấy anh thích nè, cái câu này mấy anh thích lắm. Thích thì tôi không biết có dân chủ hay chưa, nhưng mà rõ ràng những ai mà ở Việt Nam mà được bầu cái phiếu cao nhất thì họ làm lãnh đạo. Còn ở Mỹ thì tôi không biết, ở Mỹ là cái nơi rất là dân chủ mà những ai mà được bầu nhiều nhất chưa chắc được làm lãnh đạo. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều trường hợp xảy ra rồi. Đó, cái phiếu nó không còn phụ thuộc vào người dân nữa. Đó, là tại sao thì các bạn Google rồi các bạn sẽ biết nha. Đó, thì cái đó để bây giờ thời đại công nghệ thông tin mà anh Cộng Hòa chắc biết điều đó ha. Rồi, giờ tiếp theo ý nữa là sau 40 năm giải phóng Việt Nam đã có văn minh hay chưa? Tôi không biết có văn minh hay chưa. Nhưng mà thiệt, trước đây thì người Việt Nam không chịu xếp hàng, nhưng nay đã xếp hàng rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ và rất là mát mẻ. Đó là một cái thể hiện, một cái sự tiến bộ rất là tốt. Cái nữa là giữa chính phủ và người dân nó có mối liên hệ rất là lạ lùng với nhau, không biết có văn minh hay không. Mà khi mà dịch Covid diễn ra, Covid-19 diễn ra, chính phủ nói dân nghe, chính phủ ở trên nói xuống, dân rất là tập trung, rất lắng nghe và cùng với chính phủ để diệt dịch Covid-19. Đó, còn ở nước Mỹ thì có văn minh hay chưa? Tôi đảm bảo có chứ. Chính phủ nói dân nghe, nói hơi tục quá là chính phủ nói dân đéo nghe, kỳ vậy đó. Phản đối âm chết người kệ, cái này vẫn là trên hết, tiền vẫn là trên hết. Thôi tùy đó. Nước Mỹ là nước gọi là giàu có văn minh mà, họ muốn làm gì làm, ai cấm cản được đâu. Đó, thì đó là những cái ý mà tôi trả lời cho tất cả những anh Việt Nam Cộng Hòa, hay là những anh Ba Sọc, hay là những người mà luôn luôn nghĩ về Việt Nam lúc nào cũng thiếu thốn, cũng nghèo khổ, nghèo đói. Thì đó là tất cả những cái gì mà tôi trả lời cho tất cả quý vị và các bạn cũng biết. Đó là ý của tôi thôi nghe. Đó, cho nên là quý vị và các bạn hiểu được cái ý này thì các bạn tự trả lời cho mình được cái câu hỏi sau 40 năm giải phóng Việt Nam đã có những gì. Còn ai mà không hiểu nó thì chắc có lẽ là phải đi học một cái khóa mổ não đi ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu như thấy hay thì hãy vui lòng bấm like và subscribe để chúng tôi có thể đưa ra những clip vui hơn, thoải mái hơn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Đấu trường dân chủ, cải thiện tư bản và tôn vinh Việt Nam.